lời cầu nguyện của một giáo dân cho cha sở, cha phó. Lạy Chúa, trước hết, chúng con xin cảm tạ Chúa, vì Chúa đã cho có người bằng lòng chấp nhận trở thành cha sở, cha phó của chúng con. Nếu ngẫu nhiên các vị này lại thích có một đời sống êm ả hơn bên cạnh vợ con dưới một mái ấm gia đình, thì phải nói là chúng con chán nản, thất vọng vô chừng. Chúa ơi, con xin cảm ơn Chúa vì đã cho các vị ấy dám can đảm hy sinh. Nhờ vậy mà chúng con được nuôi dưỡng bằng bánh ban sự sống, tạo lập được những gia đình vững chắc, được tẩy rửa linh hồn và được chết bình an trong tay Chúa. Chúng con xin cảm ơn Chúa vì các tật xấu của các cha sở, cha phó của chúng con. Bởi chúng con biết những người hoàn hảo thì khó có thể chịu đựng nổi sự yếu đuối của chúng con. Bởi chúng con cũng có kinh nghiệm, những người khỏe thì không có những kinh nghiệm đau yếu để thông cảm với những người yếu đau. Lạy Chúa, Chúa nhìn thấy rõ điều đó hơn chúng con. Các cha sở, cha phó của chúng con phải thật là những con người kỳ diệu. Các ngài vừa phải là các nhà sư phạm đối với trẻ em, lại vừa phải là các nhà chuyên môn đối với các vấn đề liên quan đến gia đình để hướng dẫn những đôi vợ chồng trẻ. Các ngài còn là những chuyên viên tâm lý đối với thanh thiếu niên. Các ngài cần phải hiểu biết về mọi lĩnh vực để có thể hướng dẫn những hối nhân một cách sáng suốt và tế nhị trong tòa giá tội. Trong các buổi họp với nam giới, các ngài bàn về hội thánh như các giáo sư. Trong các buổi họp với nữ giới, các ngài phải mở sách kinh thánh ra như những nhà chú giải kinh thánh. Khi đi thăm các gia đình có học, các ngài phải biết về những cuốn sách mới ra và về những câu chuyện thời sự nóng bỏng để có thể trao đổi với kẻ này người nọ, nếu không muốn bị coi là người lạc hậu, không nhạy bén với những vấn đề hôm nay. Đối với người ưa chủ nghĩa xã hội, các ngài phải tế nhị để sống hòa hợp với mọi người như những người con Chúa. Đối với những người không phải là Công giáo, các ngài phải là những nhà thần học, vừa cương quyết, vừa cởi mở, vừa là những nhà sử học chín chắn để mở đường cho người ta đến với Chúa. Và còn biết bao hạng người khác nữa mà cha sở, cha phó của chúng con phải rất khéo léo trong cung cách ứng xử. Nếu chúng con kể hết ra đây, sợ rằng sẽ rất là thiếu sót và không đầy đủ. Rồi các ngài chào hết mọi người một cách niềm nở, cho dù có khi trong lòng rất héo hắt, rất chua chát, phải ngậm đắng nuốt cay. Lạy Chúa, con lại quên, mỗi Chúa Nhật, các ngài phải là những nhà hùng biện, là ca sướng viên và đôi khi là nhạc công nữa. Rồi trong tuần, có khi các ngài còn phải làm thợ điện, thợ mộc, thợ sơn, thợ nấu bếp, người làm giường, có khi phải là người quét dọn và hốt rác nữa. Lạy Chúa, xin cho các nhà chuyên môn bách khoa này được chúng con xét đoán một cách khoan dung hơn. Xin cho chúng con luôn hiểu rằng nếu các linh mục của chúng con chỉ thành công được một nửa theo những gì chúng con yêu cầu đòi hỏi, hay chỉ được một phần tư thôi, thì cũng đã là mãn nguyện lắm rồi. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết tha thứ cho những sự nóng nảy và nhầm lẫn của cha sở, cha phó của chúng con. Bởi chúng con hiểu rằng chúng con chỉ phải chịu đựng một cha sở, cha phó, còn cha sở, cha phó chúng con lại phải gánh vác trên vai tất cả mọi con chiên trong toàn giáo xứ. Lạy Chúa, xin cho chúng con
biết tỏ ra cho cha sở, cha phó chúng con thấy rằng quanh Ngài không phải chỉ có những người thờ ơ, những người lãnh đạm, những người chống đối, mà còn có rất nhiều người tích cực, nhiệt tình, cộng tác với các Ngài để chăm lo cho những công việc nhà Chúa. Xin nhắc nhở cho chúng con luôn biết cầu nguyện cho các linh mục. Xin cho có nhiều ơn gọi mới trong giáo hội và trong cộng đoàn giáo xứ chúng con. Amen. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa như nôi hồng, con xin được như bé ngủ mơ. Một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trái tim Chúa bao ân cần, con xin được say nếm hồng ân. Là trái ngon, là trái ngon, những trái ngon dương nuôi đời con. Dương nuôi đời con. Là bánh thơm, là sữa thơm, giúp con mau chân bước lên trời. Là đóa hoa, là tiếng ca, gọi lòng con vui bước về nhà. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa bao dịu dàng, con xin được nghe Chúa bảo ban. Dạy dỗ con, dạy dỗ con, biết sông sao thăm tươi tình son. Tìm bước theo đường mến yêu, biết dâng trao, biết thứ tha nhiều. Cùng Chúa đi, cùng Chúa đi, hòa niềm vui chung với mọi người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có
ơn tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn đời ca, có ơn tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Tháng năm đời con sống chưa tràn đời ca, có ơn tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Tháng năm đời con sống chưa tràn đời ca, có ơn tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Tháng năm đời con sống chưa tràn đời ca, có ơn tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Tháng năm đời con sống chưa tràn đời. Mười điều răn dành cho các linh mục. Bạn thân mến, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã chết, nhưng Ngài đã để lại 10 điều suy tư rất hay, tạm gọi là 10 điều răn, để nhắc nhở các linh mục và đồng thời cũng gián tiếp nhắc nhở mỗi người chúng ta. Ngài nói: 1. Những gì tôi sống trong tư cách là một linh mục thì quan trọng hơn những gì tôi làm. 2. Những gì Chúa Kitô làm qua trung gian của tôi thì quan trọng hơn những gì do chính tôi làm. 3. Những gì tôi với anh em linh mục cùng sống thì quan trọng hơn những gì tôi làm một mình, dù hăng say tới mức suýt bị mất mạng. 4. Những gì tôi sống cho kinh nguyện và lời Chúa thì quan trọng hơn những tổ chức sinh hoạt bên ngoài. 5. Những gì tôi sống vì lợi ích thiêng liêng của những người cộng tác thì quan trọng hơn những công việc tôi làm cho lợi ích của mình. 6. Hiện giữ ít nơi nhưng thiết yếu để đem lại sức sống thì quan trọng hơn có mặt khắp nơi nhưng vội vàng và nửa vời. 7. Hoạt động cùng với người cộng tác thì quan trọng hơn là làm một mình, cho dù mình có nhiều khả năng hơn họ. Nói cách khác, hợp tác thì quan trọng hơn hành động riêng rẽ. 8. Hy sinh thập giá âm thầm bên trong thì quan trọng hơn những thành quả đạt được bên ngoài. 9. Mở rộng tâm hồn đến những thao thức của cộng đoàn, giáo phận và giáo hội toàn cầu thì quan trọng hơn chăm chú vào những bận tâm riêng cho dù thiết yếu đến đâu đi nữa. 10. Làm chứng về đức tin trước mặt mọi người thì quan trọng hơn tìm cách thỏa mãn thị hiếu của họ. Lạy Chúa, trong mọi tình huống và trong mọi hoàn cảnh, xin hướng dẫn các linh mục Chúa để các ngài biết sống và biết làm việc như những dụng cụ Chúa dùng, hầu có thể sinh ích lợi một cách tích cực cho các linh hồn. Xin cho chúng con thấy được Chúa trong các linh mục của Chúa. Amen. Con bước lên là ánh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa sự đầy. Chúa là mối tình còn sân trái tim, là bóng hình còn luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời cùng người con vui.
đường đi về khắp nơi vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu này hiến dâng cho tình yêu. Chúa từng xuống đời mang thân đớn đau, từng với người chúng tim xuyến sao, thì Chúa biết con đi muôn nẻo vẫn tựa nhờ sức Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi này, xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn lối con đi xa vời, biết tìm người trọn đời con thôi. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu này hiến dâng cho tình yêu. Cho con nỗi vui chỉ có Chúa, như trăng sao hiền sáng mọi miền xóa hết ưu phiền. Bước vào con đường bao nhiêu mến thương, hãy giúp lòng con thôi vấn vương, tìm mãi tới quê hương thiên đường, dấu bụi đường ngập mờ muôn phương. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu này hiến dâng cho tình yêu. Dẫn con đường đi về khắp nơi vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu này hiến dâng cho tình yêu. Chúa, ngợi khen danh Chúa như vang cả đời trời.
chân dâng lên ngôi hai, lòng ta kính mến cho cả cuộc sống với bao ưu tư trên đời. Mong cùng nhau hai bên hàng đa nhìn ngắm màu nhiệm tiên chúng ngôi hai này đã giáng sinh xuống chân mang thân nhìn thế giới con chậm thế chiều muôn muôn nơi khó khăn đầy hàng chim lửa nói thương ba vua lòng tin sắt đá nhờ sao dẫn đường để đi đến nơi hàng bên lề hẹn dâng lên hương thơ lòng thành cùng tin hòa theo tiếng hát muôn muôn cờ bình trên trời. Soi sáng dương gian trong cảnh tối tao mi mùng ta muốn tiếng hát của tiếng thần Chúa ngợi khen danh Chúa như vang đời đời trên trời bao theo ba vua cùng nhau ta đến ngợi khen chúc mừng con tin Chúa nay đã sinh xuống trần dâng lên ngôi hai lòng ta kính mến cho cả cuộc sống với bao ưu tư trên đời mong cùng nhau hãy đến hàng đa nhìn ngắm màu nhiệm tiên Chúa ngôi hai này đã giáng sinh xuống trần mang thân nhân thế giải thoát trần thế chịu muôn muôn nỗi khó khăn nơi hàng chiến lửa nói thương ba vua lòng tin sắt đá nhờ sao dẫn đường để đi đến nơi hàng bên lề ấn tượng đêm Giáng sinh. Có một câu chuyện đã xảy ra cho tôi trong đêm Giáng sinh đã để lại trong tôi một ấn tượng thú vị thật khó quên. Số là sau thánh lễ đêm Giáng sinh, tôi có rủ một số người thân quen đi viếng các hang đá ở một vài nhà thờ lân cận. Theo như thông lệ, sau khi viếng hang đá xong, chúng tôi ra bãi xe để nhận lại xe. Bỗng tôi chú ý đến một em bé trông có vẻ rất khác thường. Khác thường không phải chỉ vì cách ăn mặc rách rưới của em, cũng không phải chỉ vì em trông giống như những trẻ lang thang bụi đời, nhưng tại vì em cứ lảng vảng, cứ đi quanh quẩn chung quanh chiếc xe của tôi và lại cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe của tôi. Cái nhìn đó làm cho tôi có chút ái ngại và lo lắng. Dù thế, tôi vẫn bình tĩnh tìm cách dẫn xe lách ra khỏi chỗ đám đông người. Nhưng em thì vẫn cứ tiếp tục bám sát theo chiếc xe của tôi. Đang khi tôi động não tìm cách để đối phó, thì em thản nhiên tiến lại gần bên tôi để làm quen. Với một nụ cười rất hồn nhiên, em thầm hỏi tôi một câu rất bâng quơ: "Đây là chiếc xe của anh phải không?" Tôi khẽ gật đầu nói: "Phải, đây là món quà Giáng sinh mà ba mẹ của anh vừa mới tặng cho anh do anh đã cố gắng học hành thật giỏi." Cậu bé tỏ vẻ thân tình hơn nên hỏi tiếp: "Ý anh muốn nói là cha mẹ anh tặng cho anh một chiếc xe máy này mà anh không phải chi trả một đồng nào hết phải không?" "Ôi, ước gì em có cha mẹ và rồi cũng được." Nói tới đó, em bé bỗng ngập ngừng, rồi im bặt, không nói gì thêm nữa. Tất nhiên là tôi đã hiểu, và đã hiểu rất rõ em muốn nói gì. Em muốn có một người cha, người mẹ giống như tôi, để cũng được đi học giống như tôi, cũng được học giỏi giống như tôi, và cuối cùng cũng được cha mẹ thưởng cho một chiếc xe đẹp giống như tôi. Từ đó tự nhiên tôi không còn e dè em nữa. Tôi đã có cảm tình với em. Tôi bắt đầu thương em và muốn trò chuyện với em.
Nhưng em thì vẫn cứ tiếp tục lầm lũi bước đi trong im lặng, mặt thì cứ cúi gằm xuống đất trong thật tội nghiệp. Bỗng tôi nảy ra một ý nghĩ và tôi lên tiếng gọi em. Này em bé, lại đây, anh nói cái này cho em nghe. Anh muốn chờ em đi một vòng phố để ngắm cảnh đêm Giáng sinh và cùng với em đi viếng các hang đá ở các nhà thờ. Em có thích không? Để anh chở em đi. Như sợ tôi để ý, em bé nhanh miệng trả lời: dạ, em rất thích, em rất thích. Tôi bảo em bé lên xe. Tôi đã thấy em hớn hở, vui vẻ, rạng rỡ ra mặt. Thế là tôi đành từ giã các bạn trong đoàn để đưa em đi một vòng chợ. Khi bắt đầu rảo qua vài đường phố, bỗng em bé lên tiếng: anh ơi, anh có thể lái xe đưa em về nhà được không? Tôi ngỡ ngàng ngạc nhiên hỏi lại: sao về nhà sớm thế? Em không thích đi chơi với anh nữa sao? Tôi đề nghị: hay là hai anh em mình ghé vào một quán nước gần đây, uống một ly sinh tố cho đà khát, rồi hãy về. Dịp Giáng sinh anh sẽ bao cho em. Nhưng bé thì vẫn cứ nhất quyết xin về. Thế là tôi phải đành chiều ý em và cho xe quay trở lại theo hướng mà em đang chỉ. Bỗng tôi thầm nghĩ trong bụng: chắc là em bé này muốn lấy le với bạn bè đây nè, muốn cho bà con lối xóm thấy là em đã được đi trên chiếc xe tay ga đẹp như thế này đây. Thế nhưng tôi đã lầm. Khi về đến đầu hẻm, bé xin tôi cho xuống xe. Và bé thế nhì hỏi tôi: anh có thể đợi em ở đây một lúc được không? Em sẽ quay trở lại ngay. Tôi chưa kịp trả lời thì bé đã nhanh chân lao mình vào trong ngõ hẻm thật là tối. Nhìn theo hướng đi của em, tôi thấy con hẻm không có ánh đèn điện, chỉ thấy lưa thưa vài ngọn đèn dầu, mặc dầu đây là một khu ngoại ô không xa thành phố bao nhiêu. Ít phút sau, tôi lại thấy em bước ra đầu hẻm, bên cạnh lại có một em bé khác nữa. Em này lại ngồi trên chiếc xe lăn. Khi chiếc xe đến gần, tôi mới thấy rõ đúng là một thứ đồ phế liệu, bởi chiếc xe đã quá cũ kỹ, đen ngòm và đã siêu vẹo nhiều nơi. Bé liên thoáng giới thiệu với tôi: đây là em gái của em, nó có tật ở đôi chân từ khi còn nhỏ. Rồi quay lại phía em gái, bé nói nhỏ: đây là người anh tốt bụng mà anh vừa nói chuyện với em. Người anh tốt bụng này vừa được cha mẹ tốt bụng tặng cho một chiếc xe máy tuyệt đẹp nhân ngày lễ Giáng sinh. Và anh đây, anh cũng vừa được đi một vòng phố trên chiếc xe tuyệt đẹp này. Vừa khi nhìn thấy phố phường với một quang cảnh rực rỡ, với những ánh đèn màu lấp lánh lung linh tuyệt đẹp, thì anh liền nghĩ tới em. Bỗng anh nảy ra một ý nghĩ: muốn em cũng được tận mắt nhìn thấy cảnh quan thật đẹp, thật lộng lẫy, thật hoành tráng của đêm Giáng sinh tại thành phố của mình. Bởi cái quang cảnh thì quá đẹp, làm sao anh có thể diễn tả hết những cái đẹp đó cho em. Nên anh muốn em tận mắt nhìn ngắm, đến tận nơi chiêm ngưỡng cho thỏa thích. Trong ngày thật vui này, chúng ta không được diễm phúc có cha có mẹ ở bên cạnh, nên anh muốn thay mặt cha mẹ làm một cái gì đó cho em vui nhân ngày lễ Chúa Giáng sinh. Đó là lý do anh đưa em ra đây. Bỗng bé trai quay sang phía tôi năn nỉ: này anh, xin anh giúp cho tụi em nhé. Nghe xong, tôi không thể cầm được nước mắt. Tôi bước xuống xe, dựng cái trống và tôi đã bế bé gái có tật lên xe. Cả ba chúng tôi đã chạy một mạch rảo qua các phố chợ. Tôi thấy niềm vui sướng của các em đã tỏ lộ ra trên khuôn mặt thật rạng rỡ. Giọng nói thì líu lo tíu tít như chim hót. Thấy các em vui mà lòng tôi nôn nao, rộn rã với một niềm vui không thể diễn tả nổi. Tôi cảm nhận chuyến đi chơi với các em quả là rất thú vị, rất có ý nghĩa. Ý nghĩa không thua gì việc đi viếng các hang đá. Đúng là một chuyến đi đã tạo cho tôi một ấn tượng thật sâu sắc, làm cho tôi không thể quên, nhất là mỗi khi Giáng sinh về.
là Chúa Giêsu hài nhi. Mỗi khi nhớ lại một kỷ niệm êm đềm của đêm Giáng sinh năm xưa, con lại nhớ lời Chúa nói: không có gì hạnh phúc hơn là làm cho người khác được hạnh phúc. Xin Chúa giúp con luôn ý thức điều này, và xin giúp cho con luôn cố gắng làm tốt hơn nữa những điều mà Chúa đã gợi ý cho con. Amen. Sương rơi mênh mông giữa đêm đông, chờ đợi lạnh giá. Nhé trong thinh không tiếng gió đưa giữa đồng vắng tênh. Có ai đâu người hay biết giữa đêm đông này, nằm trong hang đá Giáng sinh là vị cứu tinh. Đêm đông, nào ai biết đâu Chúa đã hạ sinh xuống giữa nơi gian trần. Đêm đông, trên cánh đồng hoang lạnh nơi hàng lửa hồi tanh, Chúa đã đành cam phận. Tiếng thiên thần reo vang chúc mừng vua Giáng sinh. Bình minh đã khơi đầu mùa ân cứu rỗi. Ơi hạnh phúc cho nhân loại tràn trề, niềm vui sướng cho con người ngàn đời. Cùng ca lên, cùng hát lên, Alleluia. Niềm vui sướng cho con người ngàn đời, cùng ca lên, cùng hát lên.